Trên thế giới, nhiều công ty sản xuất của Malaysia bị ảnh hưởng nặng vì lũ Hàn Quốc lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2022 Sân bay Dubai lần đầu đón gần 100% công suất hành khách từ khi đại dịch Tại Việt Nam, xuất khẩu cá tra vượt sóng ghi nhận mức tăng nhẹ trong năm 2021 Hàng hóa vận tải qua đường sắt tăng mạnh Quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040 trở thành đô thị biển đảo đặc sắc Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi bản tin kinh tế. Và quý vị thân mến, mở đầu như thường lệ vẫn là phần tin kinh tế thế giới. Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa của Malaysia mới đây cũng đã cho biết rằng mưa lũ đã chia cắt nhiều con đường và dẫn tới những chiến dịch di tản người trên diện rộng đã ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực. Ông Sotian Lai, Chủ tịch Hiệp hội thông tin thêm rằng thiệt hại còn được đo bằng số tài sản bị hư hại và các hoạt động sản xuất bị đình trệ không thể nối lại trong thời gian ngắn. Những khu vực bị thiệt hại lớn nhất là quận Sa Alam và Kian của bang Selangor và công ty sản xuất phụ kiện cho ngành công nghiệp chip BE Semiconductor của Hà Lan mới đây cũng đã thông báo rằng lợi nhuận quý tư có thể thấp nhất trong năm bởi vì lũ lụt gây ngập nhà máy chính của họ ở quận Sat Alam. Sản xuất phụ trợ cho công nghiệp chip là lĩnh vực quan trọng của Malaysia, có ảnh hưởng lớn đến các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Bộ Tài chính Hàn Quốc mới đây cũng đã cho biết rằng họ cảm thấy lạc quan về viễn cảnh phục hồi kinh tế năm 2022 nhờ thị trường tiêu thụ nội địa được cải thiện và giá trị xuất khẩu vẫn cao. Tuy nhiên, chính phủ vẫn cần những gói hỗ trợ kinh tế bổ sung để tăng tốc quá trình phục hồi này. Bộ Tài chính Hàn Quốc đưa ra dự đoán rằng GDP năm 2022 có thể tăng 3,1%, cao hơn một chút so với dự đoán trước là 3%. Trong quý ba vừa qua, thì kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến. Nguyên nhân bởi tiêu thụ nội địa giảm do giá cả các mặt hàng tăng cao theo sự tăng của xăng dầu thế giới. Tuy nhiên trong năm 2021 thì giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng kỷ lục là 25,5% do nhu cầu thế giới lớn và đặc biệt là về các mặt hàng như là chip máy tính và sản phẩm hóa dầu. Hiện nay thì Hàn Quốc đã tái áp đặt các lệnh phong tỏa để ngăn biến thể omicron lây lan. Chính phủ cam kết sẽ dành khoảng 510 tỷ đô la để đối phó với Omicron, đền bù thiệt hại các doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Bộ Tài chính nhận xét rằng điều này là cần thiết để giữ cho nền kinh tế vi mô có sự ổn định trong thời gian sắp tới. Chính phủ Thái Lan mới đây cũng đã cho biết rằng họ sẽ mở rộng các gói đầu tư phát triển nhằm tăng tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Những khoản mở rộng này có giá trị khoảng 15 tỷ đô la vào năm 2022, mục tiêu nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và thu hút thêm các khoản đầu tư từ nước ngoài. Bên cạnh đó thì khoản đầu tư này cũng sẽ dùng một phần để bù đắp việc miễn giảm thuế cho những tập đoàn kinh tế lớn, giúp họ có thêm nguồn lực tái quay lại hoạt động kinh doanh. Một phần khác của khoản đầu tư đã được Ngân hàng Trung ương Thái Lan thông qua là nâng cấp các khu kinh tế đặc biệt ở miền Đông đất nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cũng như là tăng sức hút hơn đối với các công ty công nghệ cao. Ngân hàng Trung ương Indonesia mới đây cũng đã cho biết rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất thấp như hiện nay để có thể hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Sẽ không có thay đổi nào được đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới. Thông báo được phát đi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nói rằng sẽ có một số chính sách cần thay đổi trong thời gian tới như là thu nhỏ quy mô phát hành trái phiếu lại. Hiện nay thì Ngân hàng Trung ương Indonesia vẫn giữ nguyên lãi suất từ tháng 2 2021 là 3,5%. Các ngân hàng của Philippines và Đài Loan mới đây cũng thông báo rằng sẽ giữ nguyên lãi suất dẫu phát có tiến hành thay đổi. Thống đốc ngân hàng trung ương Indonesia, ông Perry Wajijo giải thích động thái này ngoài việc hỗ trợ phục hồi kinh tế còn giúp cho đồng ruby ổn định trong bối cảnh sự đe dọa từ biến thể Omicron vẫn đang ở mức cao và tạo ra nhiều rủi ro khó lường. Thưa quý vị, sân bay Dubai, một trong những nơi trung chuyển bận rộn nhất thế giới vừa thông báo vào cuối tuần vừa qua, lần đầu tiên họ ghi nhận lượng khách gần 100% công suất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 2020. Trong thông báo thì có đoạn rằng là số hành khách cả đến đi và quá cảnh đã đạt gần 100% là tín hiệu đáng mừng. Nó kéo theo cả những dịch vụ như là khách sạn, nhà hàng và bán lẻ cũng đã tăng lên. Theo giải thích của phía sân bay, lượng khách đông là bởi những ngày cuối năm mọi người đi du lịch, thăm người thân và bạn bè nhiều, đặc biệt là lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch năm 2020 do Covid-19 mà lượng hành khách của sân bay Dubai đã giảm tới 70%, chỉ còn 25,9 triệu so với con số là 86 triệu vào năm 2019. Sân bay Dubai nằm ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, từ lâu đã được coi là cầu nối là điểm trung chuyển quan trọng giữa phương Đông với phương Tây, vì vậy mà rất nhiều hãng hàng không đã chọn nơi này để quá cảnh. Hãng xe hơi hàng đầu thế giới Toyota đã vừa thông báo họ buộc phải tạm ngưng sản xuất tại năm nhà máy ở Nhật vào tháng 1 2022 do các vấn đề liên quan tới đứt gãy chuỗi cung ứng khiến cho công ty không có đủ linh kiện để sản xuất. Việc tạm ngưng năm nhà máy này ảnh hưởng trực tiếp tới 20.000 nhân công, nhưng chưa ảnh hưởng tới mục tiêu chung của tập đoàn là sản xuất khoảng 9 triệu xe mỗi năm. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh là nguồn cung từ các quốc gia ASEAN đã bị đứt gãy, vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất xe hơi ở Mỹ và Nhật. Cơn bão vừa qua tại Malaysia đang khiến cho tình hình thêm khó khăn bởi rất nhiều chuyến hàng từ nền kinh tế năng động trong ASEAN đã bị hủy hoặc là giao trễ. Vào tuần trước thì Toyota cũng đã thông báo phải tạm ngưng sản xuất ở một nhà máy rất lớn tại Bắc Mỹ vào tháng 1 tới cũng vì lý do tương tự. Chuyển sang một thông tin về thể thao mới đây thì FIFA cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu giữa các nhà lãnh đạo của các liên đoàn bóng đá quốc gia để thảo luận về đề xuất tăng tần suất tổ chức World Cup từ 4 năm một lần lên 2 năm. Dữ liệu tài chính là một phần của cuộc thảo luận này. Những phát biểu lạc quan hoàn toàn trái ngược với phân tích do những người chỉ trích đề xuất đưa ra đã có sự phản đối từ các câu lạc bộ châu Âu, các giải đấu hàng đầu và các cơ quan quản lý châu Âu. UEFA, nơi mà chủ tịch Alexander Kafferin đã đe dọa tẩy chay bất kỳ một giải đấu bổ sung nào. Một thống kê của công ty Open Economics Ý đã nhận định rằng doanh thu của các giải đấu trong nước và các giải đấu của UEFA không bị ảnh hưởng bởi các giải đấu của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, thì một báo cáo khác từ phía công ty nghiên cứu thị trường Nelson thì lại dự đoán rằng Kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần sẽ chứng kiến doanh thu tăng từ 7 tỷ đô la dự kiến cho giải đấu 48 đội lên 11,4 tỷ đô la trong chu kỳ 4 năm nhờ tăng doanh thu bán vé, bản quyền truyền thông cũng như là doanh thu tài trợ. Các quan chức của FIFA nói rằng 3,5 tỷ đô la thu nhập thêm sẽ được chuyển đến một quỹ đoàn kết của hiệp hội thành viên với mỗi liên đoàn quốc gia được phân bổ khoảng 16 triệu đô la là trong thời gian 4 năm. FIFA cho biết rằng khoản tiền này sẽ giúp cho giảm khoảng cách về doanh thu giữa các thị trường bóng đá phát triển và kém phát triển hơn. chào quý vị tôi là quang huy và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần tin kinh tế trong nước Đầu tiên sẽ là thông tin về xuất khẩu. Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2021, nhưng xuất khẩu cá tra đã cán đích với mức tăng 3% so với cùng kỳ. Theo đó, thì giá cá tra nguyên liệu giảm thấp kéo dài cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư và đại dịch càng khiến cho chuỗi sản xuất cũng như là tiêu thụ cá tra bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, thì ngành hàng cá tra vẫn vượt khó, đạt sản lượng là 1,8 triệu tấn bằng 100% so với cùng kỳ 2020 và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, năm 2020 2022, nhu cầu cá tra tại các thị trường sẽ tiếp tục tăng, nhất là thị trường Mỹ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc khó có thể đoán định được bởi vì là nước này vẫn đang kiên định kiểm soát chặt thủy sản nhập khẩu. Để thúc đẩy ngành hàng này trong thời gian sắp tới, bên cạnh nâng cao chất lượng giống, sản phẩm, việc tăng năng lực để ứng phó với sự thay đổi của thị trường là rất quan trọng. Cao su là một trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta, với sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 1,6 tới 1,7 triệu tấn một năm, kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên để hướng đến sự phát triển bền vững ở toàn bộ chuỗi cung ứng, ngành cao su cần phải đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, tăng cường kết nối sản xuất với thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, phát triển sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững. Cùng với đó là việc xây dựng sơ đồ chuỗi cung ứng và trao đổi thông tin, số liệu để tháo gỡ các trở ngại về logistics cũng rất Quan trọng. vì hiện nay thì thị trường cao su thế giới đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, không làm tổn hại đến cộng đồng và các sản phẩm cao su thiên nhiên có chứng chỉ bền vững cũng đem lại giá trị tăng cao hơn. Trong bối cảnh vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, sản lượng hàng hóa qua đường sắt năm nay dự kiến sẽ tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đây được xem là một kết quả dẫn đầu trong các lĩnh vực vận tải. Và theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ năm 2019 thì chiến lược của ngành đường sắt là tăng dần vận tải hàng hóa và đến như là 2021, 2025 sẽ lấy vận tải hàng hóa làm chủ đạo, trong đó tập trung vào các tàu chuyên tuyến vận tải container và vận tải liên vận quốc tế với những tiềm năng và kết quả ban đầu rất khả quan, tuy nhiên nút thắt về hạ tầng đang là một trở ngại lớn của ngành đường sắt khi hơn 100 ga hàng hóa trên cả nước chỉ có duy nhất ga yên viên ở Hà Nội đáp ứng được yêu cầu làm hàng container quốc tế. Do đó, thì các chuyên gia nhận định rằng nếu không sớm cải thiện hạ tầng kho bãi, ngành đường sắt sẽ dễ mất đi lợi thế cạnh tranh khi nhiều doanh nghiệp không còn lựa chọn phương thức này để vận tải hàng hóa. Chuyển sang thông tin kinh tế tại một số địa phương, tỉnh Kiên Giang mới đây cũng đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét phê duyệt quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040 sẽ trở thành đô thị biển đảo đặc sắc đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 là khu kinh tế có vị thế đặc biệt mang tầm cỡ khu vực và quốc tế mục tiêu lập quy hoạch là định hướng phát triển thành phố phú quốc với tầm nhìn dài hạn phát triển toàn diện bền vững kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và đảm bảo an ninh quốc phòng đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong trường hợp hình thành khu hành chính kinh tế đặc biệt phú quốc và tách xã đảo thổ châu thành huyện đảo riêng trong khi đó, thành phố Hải Phòng cũng đã vừa có đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính và cầu đoàn công tác của chính phủ về việc cho địa phương này được tự đầu tư kinh phí nghiên cứu quy hoạch sân bay quốc tế tại Tiên Lãng và nâng cấp casino ở Đồ Sơn. Cụ thể thì Hải Phòng sẽ nghiên cứu quy hoạch chi tiết về xây dựng cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng để bắt đầu xây dựng từ năm 2030. Đồng thời cũng đã đề nghị chính phủ đồng ý chủ trương gia hạn và cho phép đầu tư nâng cấp dự án kinh doanh casino tại Đồ Sơn. Trường hợp không được gia hạn thì sẽ chấm dứt vào tháng 8 năm 2022. Kết thúc năm 2021, Hải Phòng là một trong những địa phương thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế ở mức cao với tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 12,3%, nằm trong nhóm dẫn đầu các địa phương trên cả nước. Giá vàng ngày hôm nay đi xuống cho thấy ngưỡng 1.800 đô la Mỹ vẫn không hề vững chắc. Sự không chắc chắn về tác động của biến thể Omicron tới nền kinh tế có thể khiến cho Fed ôn hòa hơn vào năm 2022. Trong khi dự luật đầu tư trong nước của Mỹ và những rủi ro xung quanh khiến cho nhà đầu tư mạnh tay bán khống. Và tương tự thì giá vàng trong nước cũng có một số điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước. Kết thúc phiên thì giá vàng giao ngay đã giảm 0,4% xuống còn 1.793,3 đô la Mỹ cho một ao. Giá vàng tương lai thì giảm 0,5% xuống còn 1.794,6 đô la Mỹ cho một ao. So với phiên trước đó thì cả hai đã giảm lần lượt là 8,9 và 10,3 đô la. Giá vàng thế giới giao dịch trong phạm vi lên xuống thấp vào phiên đầu tuần, dao động gần mức đỉnh 3 tuần đã được trong phiên trước đó. Trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, gây dịch COVID-19 ngăn chặn dòng vốn của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, nâng cao sức hút trú ẩn vào kim loại quý. Theo giới phân tích, giá vàng hôm nay còn đi xuống trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2022. Esquad Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận định, vàng đã có một đợt phục hồi nhẹ và bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn nghỉ lễ khi không còn sự tham gia của các nhà đầu tư một cách đầy đủ và bạn có thể nhận thấy sự giảm bớt nhu cầu rủi ro không quá hỗ trợ cho kim loại quý. Ông Moya nói thêm, mặc dù vàng được xem là một kênh phòng ngừa làm phát cao hơn và sự bất ổn, vị nâng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại vốn không đem lại lãi suất. Tình trạng giá vàng đi ngang có thể kéo dài đến cuối năm nay, trước khi được củng cố trên mốc 1.800 đô la Mỹ trong thời gian tới trong bối cảnh biến thể Omicron đang hoàn hành. Trong thời gian tới, giá vàng sẽ gặp nhiều bất lợi khi ngân hàng trung ương của các nước đang bắt đầu nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về khả năng Fed nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Nếu vậy, đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá và đây sẽ là động lực đối với vàng. Mở cửa phiên ngày 21 tháng 12, ở thị trường trong nước ghi nhận sự giảm nhẹ đối với vàng trang sức và vàng dẫn 24k, trong khi giá vàng SJC thì các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Tại thời điểm 11 giờ, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết mua vào tại mức 60,9 triệu đồng, giảm 100.000 đồng. Cùng mức giảm trên thì chiều bán ra neo tại 61,6 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhận thì cũng có mức niêm yết hai chiều tương tự với Sài Gòn. Ghi nhận mỗi chiều đã giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Đây cũng là hai doanh nghiệp có mức bán ra cao nhất trên thị trường. Trái ngược với đa giảm của nhiều nơi, tập đoàn Doji đã nâng 200.000 cho chiều mua vào, đưa giá niêm yết tại 61 triệu chẳng đánh dấu mức mua vào cao nhất so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, đây cũng là đơn vị có mức giá bán ra thấp nhất tại thời điểm ghi nhận với 61,5 triệu đồng, giảm 100.000 đồng. Phú Quý và Bảo Tín Bình Châu thì có chiều mua vào giảm lần lượt là 150.000 đồng và 140.000 đồng, nêu tại 60,9 và 60,92 triệu đồng cho một lượng. Chiều bán ra thì cả hai không có sự thay đổi so với phiên trước đó, với 61,55 triệu cho Phú Quý và 61,54 triệu cho Bảo Tín Bình Châu. Các loại vàng khác thì cũng ghi nhận đại giảm nhẹ, đơn cử như vàng 4 số 9 hay chỉ mua bán lần lượt neo tại 51,75 và 52,45 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng. Vàng 24K và vàng 18K thì có mức giảm từ 75.000 đồng trở lên như số liệu chi tiết trên màn hình. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay, tỷ giá đồng đô la Mỹ đã suy yếu khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong bối cảnh các kế hoạch chi tiêu của đảng Dân Chủ gặp nhiều bất lợi và lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron trong khi đó tại Việt Nam Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá bán đô la Mỹ tham khảo tại mức 23.150 đồng mua vào tại mức 22.650 đồng giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 26.931 đồng tăng 74 đồng còn chiều mua vào neo tại 25.362 đồng tăng 69 đồng về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức 23.190 việt đồng trên đô la Mỹ tăng 6 đồng so với hôm qua Tỷ giá đồng đô la Mỹ ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng khi Vietcombank và Vietinbank lần lượt giảm 40 và 45 đồng ở cả hai chiều mua bán. Các ngân hàng còn lại cũng không ngoại lệ khi hạ tỷ giá ít hơn từ 15 đến 30 đồng. Riêng BIDV thì giảm đáng kể nhất với 50 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Giá mua đô la Mỹ hiện nằm trong khoảng 22.760 đến 22.840 Việt Nam đồng, còn khoản bán ra thì tại mức 23.050 đến 23.080 việt nam đồng trong đó isinbank là đơn vị có giá mua đô la mỹ cao nhất nhưng đồng thời cũng là tổ chức có mức bán ra thấp nhất so với mặt bằng chung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế ngày hôm nay con hiếu cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại